Hai. Để nói đầu tiên cho em gửi lời chào tới tất cả các anh chị hả anh chị, cũng như chúc sức khỏe tới tất cả các anh chị ha. Thì nay em lên cho mấy anh chị ba cái đầu máy Mitsu hả anh chị. Đó, một cái đầu Mitsu GM 180 với hai cái đầu Mitsu GM 181 thùng vuông hả anh chị ha. Thì máy tình trạng thì hàng em vừa về mấy anh chị ơi. Đó thì em tiễn ra được ba con đặng em quay video cho mấy anh chị hả anh chị. Đó thì mấy anh chị có ưng con nào đó thì liên hệ em qua Zalo. Hạt số điện thoại em để góc trái màn hình ha. Còn cái bộ nén, khung nén này thì em có khách đặt rồi hả anh chị ha. Có khách đặt chốt trước rồi ha. Nên em nữa em cắt cái đầu máy ra sao ha. Thì đầu tiên ở đây em có con Mitsu GM 180L. Anh chị nhìn dây giật nè, chẳng hẻm luôn. Con này thì anh chị cũng thấy ha. Nguyên bản nguyên zin thì nó kéo cho cái đầu nén này là ti inox hả anh chị ha. 3T28. Thì máy móc hình dung thì nó còn khá là liền lạc anh chị. Khá là liền lạc. Áo thùng thì còn khá là đẹp nè. Nhưng mà có cái bảng che này thì nó, anh chị thấy không, nó bị ngã, nó bị ngã màu lợt nhẹ rồi nè. Đó, cái này về thì mấy mình đánh ra có thể ra thì mấy anh chị ha. Đó thì máy em bán bên đây mấy anh chị ha, hình thức trên video là máy em sẽ cho nổ cho mấy anh chị ha. Thì con này em bán giá là 3.800.000 hả mấy anh chị ha. 3.800.000 là cậu chưa tính tiền phí vận chuyển, máy thì em sẽ cho nổ ngon lành hả mấy anh chị. Đó, con này thì thùng xăng này. Thùng xăng trắng ổn hả mấy anh chị ha. Đó, thùng xăng trắng tư, bao đẹp luôn. Mắt xăng zin còn hả mấy anh chị. Cáo gió chụp giật nè. Cáo gió đẹp mà cái chụp giật ở phía bên phần bên ngoài nó bị khá là nhầm anh chị ha. Nó nhầm. Nó nhầm thì mình vô mình nhìn vô thì cái hình thức thì nó hơi nhầm ở đây, hơi xấu nhẹ ở đây miếng. Chứ còn lại đẹp anh chị. Đây, bên cò này. Bình xăng này, dơ lắm anh chị ha. Con này thì nữa bình xăng con này em cũng vệ sinh sạch sẽ lại hết. Đó. Cho nổ ngọt ngào hết hả anh chị. Đây GM 180 thì con này là nó cũng là 6HP ha. 6HP tốc xéo tua chậm hả anh chị, ốc ác lóc lác thì khá đẹp này. Đó, anh chị nào chốt máy thì thích bu ly thì em tặng cho cái bu ly luôn ha. Bu ly chuẩn, bu ly kéo nén luôn. Đó chị thấy không, quá ok anh chị ha. Đó, hơi hám quá ok luôn anh chị. Thật 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 hả anh chị. Đây rồi, kế tiếp thì bên đây em có tiếp tục là em có một con máy Mitsubishi GM 181L luôn mấy anh chị ha. Con máy này quá đẹp anh chị, quá đẹp. Cái màu thùng xăng còn quá đẹp, anh chị nhìn rõ không, cái màu thùng xăng quá đẹp luôn anh chị. Mắt bó xăng zin còn đẹp xúc sờ sắc luôn. Đó anh chị coi thùng xăng, ôi ôi thùng xăng con xăng Nhật luôn nè mấy anh chị ha, quá đẹp. Đó, cái thùng xăng được về bên Nhật về mà được thùng được gì là quá đã mấy anh chị. Đó, công tắc anh chị dòm công tắc nè, đỏ ao luôn anh chị ha. Đặt quá đỉnh, con máy này mà rửa lấy vệ sinh ra rồi thì xúc sắc luôn. Ồ, dây giật anh chị dòm quá đỉnh luôn anh chị ơi. Anh chị dòm khóa xăng zin nè, trắng tư luôn. Đó, còn luôn mốt luôn anh chị ha. Đó, thì con này em bán cho chạy cho nổ ngon lành luôn hả anh chị ha. Máy móc ok, nghiêm chỉnh cho anh chị, 6 triệu hả anh chị ha. 6 triệu, máy siêu đẹp luôn anh chị. Đây, cả máy này nó bị để dưới, nó để dưới cái đít cái nền nè anh chị ha. Nó bị mắc cái số này nữa, em sẽ chụp. Anh chị nào chốt con máy này á ha, em sẽ vệ sinh cái phần đó em sẽ chụp cho mấy anh chị coi ha. Lóc. Lóc lác, ốc ác ok đẹp anh chị ha. Trời ơi ốc anh chị nha. Lác. Trong cái cảnh lá gió nè. Trắng tư, cò bọng. Quay đầu cò ở trong xuất sắc không anh chị. Ôi ôi ốc lắp lắp 7 màu luôn. Bản ga nè, nút đỏ còn nè ha. Ở cái miếng nó có cái đồ lên ga đây luôn, quá đẹp, quá xuất sắc. Bình xăng cỏ, bình xăng bự nhìn quá đã em anh chị. Rồi kế tiếp bên đây em có thêm một con máy Mitsu GM 181 nữa nha mấy anh chị. Đó, thì con này giá nó rẻ hơn mấy anh chị ha. Con này thì em bán, con này thùng xăng cũng đỏ ao nha mấy anh chị. Không biết nó bị dán vậy này mà dính miếng sơn này nữa em rửa ra. Đó, thì con này em bán giá là 5.500.000 hả mấy anh chị. 5.500.000 Mitsu GM 181 con này là chuẩn máy đời đầu luôn nha mấy anh chị ha. Đó, chuẩn máy đời đầu luôn. Đó, anh chị nhìn thứ nhất là nè, gùa đỏ 2 tầng nè, gùa đỏ này còn siêu đẹp. Gùa đỏ 2 tầng còn siêu đẹp hả mấy anh chị ha. Thứ hai là cái boe anh chị nè, boe đóng lông quê nè hả anh chị, đóng lông quê, bô thì bô ốc vít,
con máy thì còn cái chắc máy thì còn quá đẹp mấy anh chị. Chỉ có một cái điểm trừ duy nhất là nó bị gãy cái khóa xăng ở đây ha. Đó, thùng xăng thì anh chị dòm đỏ ao mấy anh chị ha, mắc có xăng zin còn. Đó, thùng ở trong sạch bóng luôn nha mấy anh chị. Tại vì dòng cái xu này mấy cái con thùng sạch này nổi cái thùng này thôi mấy anh chị ha. Nó rơi đâu đó khoảng 700-800 ngàn này. Này lóc lát này. Con này thì nó hơi dơ mấy anh chị. Hơi dơ nhưng ốc ác thì anh chị dòm thấy 7 màu ha. Con này chạy hơi nhiều lắm anh chị ha. Đồng mùa xong bô nó không được đỉnh cho lắm. Bình con, bình xăng con thì cũng hai con kim xăng trắng ha. Ốc lắp láp thì cũng vàng. Để em quay mã số máy này không biết thấy không. Ôi cũng đang thui mấy anh chị. Đó thì anh chị nào chốt quá thì em sẽ chà cái chỗ mã số máy ra, em sẽ gửi chụp hình gửi riêng cho mấy anh chị ha. Quay một video nhỏ riêng gửi cho mấy anh chị ha. Đó thì con này giá là 5.500.000 hả mấy anh chị. Chưa bao gồm phí vận chuyển ha. Rồi thì anh chị nào có ưng con máy nào đó thì liên hệ em qua Zalo, số điện thoại em để góc trái màn hình hết anh chị. Cảm ơn mấy anh chị ạ.